các chúng sinh biết ở nơi đây có bóng đó hiện cũng biết ở nơi kia không có bóng như vậy vật xa vật gần tuy đều hiện bóng bóng chẳng tùy vật mà có gần xa đại bồ tát cũng lại như thế biết thân mình và thân họ tất cả đều là cảnh giới của trí không cho là hai rằng mình và họ khác nhau mà nơi cõi nước mình nơi cõi nước họ đều khác biệt một thời hiện khắp như trong hạt giống không có dễ mầm thân đốt nhánh lá mà hay sinh ra các việc như thế đại bồ tát cũng lại như thế ở trong pháp không hai không phân biệt hai tướng phương tiện khéo léo thông đạt vô ngại đó là như ảnh nhẫn thứ tám của đại bồ tát đại bồ tát thành tựu nhẫn này tuy chẳng qua đến mười phương cõi nước mà có thể hiện khắp tất cả cõi phật cũng chẳng lìa đây cũng chẳng đến kia như bóng hiện khắp sở hành vô ngại khiến cho các chúng sinh thấy thân khác nhau đồng tướng kiên thật nơi thế gian mà đây khác biệt tức chẳng khác biệt khác và chẳng khác không có chướng ngại bồ tát này từ nơi trùng tánh như lai mà sinh ra thân lời và ý thanh tịnh vô ngại nên đắc được thân vô biên sắc tướng thanh tịnh phật tử thế nào là như hóa nhẫn của đại bồ tát phật tử đại bồ tát này biết tất cả thế gian thảy đều như hóa đó là tất cả chúng sinh ý nghiệp hóa vì giác tưởng khởi lên, tất cả thế gian các hành vi hóa vì phân biệt khởi lên, tất cả khổ vui điên đảo hóa vì vọng chấp lấy sở khởi, tất cả thế gian chẳng thật pháp hóa vì lời nói sở hiện, tất cả phiền não phân biệt hóa vì tưởng nhớ khởi lên, lại có thanh tịnh điều phục hóa vì không phân biệt sở hiện. Nơi ba đời không chuyển hóa, vì vô sanh bình đẳng, Bồ Tát nguyện lực hóa vì tu hành rộng lớn, như lai đại bi hóa vì phương tiện thị hiện, truyền pháp luân phương tiện hóa, vì trí huệ vô úy biện tài sở thuyết. Bồ Tát như vậy biết rõ thế gian, xuất thế gian hóa, biết hiện chứng, biết rộng lớn, biết vô biên, biết như việc, biết tự tại, biết chân thật, chẳng hư vọng, thấy có thể khuynh động được, tùy sở hành thế gian cũng chẳng hoại mất. ví như hóa chẳng từ tâm khởi, chẳng từ tâm pháp khởi, chẳng từ nghiệp khởi, chẳng thọ quả báo, chẳng phải thế gian sinh, chẳng phải thế gian diệt, chẳng thể theo đuổi, chẳng thể xúc chạm chẳng thể ở lâu chẳng thể ở giây lát chẳng hành thế gian chẳng lìa thế gian chẳng chuyên về một phương chẳng thuộc khắp các phương chẳng hữu lượng chẳng vô lượng chẳng nhàm chẳng nghỉ chẳng phải không nhàm nghỉ chẳng phàm chẳng thánh chẳng nhiễm chẳng tịnh chẳng sinh chẳng chết chẳng trí chẳng ngu chẳng thấy chẳng không thấy chẳng nương thế gian chẳng vào pháp giới chẳng thông minh chẳng đần độn chẳng lấy chẳng không lấy chẳng sinh tử chẳng niết bàn chẳng có chẳng không có